Chịu áp lực đầu vào, hàng loạt doanh nghiệp thép trong nước đã tăng giá bán thép xây dựng từ 100 đến 160 đồng một kg tùy từng thương hiệu so với thời điểm cuối tháng 2, nâng giá thép cao nhất lên 17,6 triệu đồng một tấn. Đây là đợt tăng giá thứ 6 liên tiếp từ đầu năm. Nguyên nhân giá thép tăng do nguyên liệu đầu vào khan hiếm, nhiều nhà máy đã dừng sản xuất vôi. Ngoài ra, các nhà máy phải trả đơn hàng đã ký từ trong năm, làm giá thép tăng cục bộ do nguồn cung ít. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, giá thép tăng trái chiều nhu cầu tiêu thụ. Hai tháng đầu năm, bán hàng thép thành phẩm giảm hơn 23% so với cùng kỳ, riêng xuất khẩu đạt 1 triệu tấn, giảm 10%.